Khuyết cái nồi luôn rồi nè, em thấy không, khuyết luôn rồi, banh bố luôn rồi, xong tim nhớ cái đèn thui luôn á, bào á anh em đó, à của em bị bào bố rồi nè, à không đi đa bả luôn rồi, ok, bởi vì nãy mình thử é é không mà đâu có chạy đâu, rồi bây giờ mình ra làm lại hết xong rồi mình test cho anh em coi nha. Đây chiếc Asilo Suzuki. Sau khi mình làm lại nồi nha, mình thay lá bố, lá sắt, lá xo, dớt nhôm lại cho nó đều, nãy nó không đều. Thì cái chuồng heo này làm lại luôn cho nó không có bị giặt nữa. Đó. Nồi nó tù quá rồi. Bào bố này phải thay nhớt mới nữa. Bây giờ mình ráp vô mình sẽ test cái đầu bóc nó cho anh em coi không. À, phải cắt con hoàn hảo luôn. Sau buổi chiều mưa nắng xe cho anh em nha.